Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ đến với 13 câu thơ cuối của bài thơ Đàn guitar của Locke của Thanh Thảo. Như đã giới thiệu trong phần bố cục khái quát thì chúng ta thấy rằng là 13 câu thơ cuối này chính là những cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ Việt Nam, của Thanh Thảo về cách ra đi, về cuộc đời, về sự nghiệp của người nghệ sĩ, chiến sĩ vĩ đại Locke. Trong một cái phần lớn như thế này, cô cũng sẽ tách ra thành ba cái phân đoạn nhỏ để chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc, thấu đáo hình tượng thơ cũng như là cái ý chính, nội dung chính của đoạn thơ này. Phần 1. Hai câu thơ đầu trong cái đoạn này: không ai chôn tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Để hiểu được một cách sâu sắc và thấu đáo những nội dung, cảm xúc cũng là cái suy nghĩ của Thanh Thảo về thông điệp nghệ thuật, về cái cuộc đời và cả cái tình yêu nghệ thuật của Locke được gửi gắm trong hai cái câu thơ này. Không ai chôn tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Thì trước hết cô muốn các em trở lại với những câu thơ rất đặc sắc, rất nổi tiếng của chính Locke trong bài thơ Ghi nhớ. Khi nào tôi chết, hãy vùi thay tôi cùng cây đàn dưới lớp cát. Chúng ta hãy dừng lại tìm hiểu những cái ý thơ mà nhà thơ Locke có thể đã gửi trong những cái câu thơ này. Trước hết ta có thể thấy rằng cái đoạn thơ đã thể hiện được cái tình yêu sâu sắc của Locke với cây đàn của mình. Và tình yêu với cây đàn cũng chính là tình yêu với âm nhạc, với nghệ thuật. Và thêm nữa, rộng ra nữa, đó là với cuộc đời. Cho nên cây đàn đã gắn bó với ông trong suốt cả cuộc đời. Và ông muốn rằng thậm chí khi tôi chết, khi nào tôi chết hãy vùi thay tôi cùng cây đàn dưới lớp cát. Ông muốn đi cùng và cõi vĩnh hằng với cây đàn thân yêu của ông. Thì như vậy, cái nét nghĩa thứ nhất ta có thể hiểu đó là tình yêu. Tuy nhiên, cái nét nghĩa thứ hai có lẽ mới chính là cái thông điệp mà Locke muốn gửi gắm tới cuộc đời. Chúng ta biết rằng là khi nào tôi chết hãy vùi thay tôi cùng cây đàn dưới lớp cát. Mà sau này chúng ta thấy là, và ngay chính trong Thanh Thảo cũng đã, khi mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta dịch một cái câu thơ rất hàm xúc, đó là khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn. Và cái câu thơ này đã được, cái ý thơ này đã được Thanh Thảo lấy làm lời đề từ cho bài thơ của ông. Thế thì vậy cái lời đề từ ấy có phải chỉ thể hiện tình yêu không? Mà còn thể hiện một cái cảm xúc gì nữa, một cái thông điệp gì nữa? Thì chúng ta hãy nhớ đến cái thời kỳ sau năm 45 ở Việt Nam. Trần Dần có một cái lời cổ động như thế này, có một cái lời kêu gọi như thế này: hãy chôn thơ mới. Và chúng ta biết thơ mới là một cái bước tiến, một cái bước vượt trội, một cái bước có thể nói là một cái chặng đường thơ đặc sắc nhất của thơ Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20, thậm chí là trong một cái khoảng thời gian khá dài. Thế nhưng sau đó, sau năm 45 thì Trần Dần kêu gọi hãy chôn thơ mới. Vậy thì cái hãy chôn thơ mới trong lời kêu gọi của Trần Dần với cái lời gần như là một cái lời ghi nhớ của Locke với cuộc đời là hãy chôn tôi với cây đàn, có một cái hàm nghĩa chung nào không? Có một cái nội dung thông điệp nào chung không? Đó là có lẽ Locke đã hình dung trước rằng sau này biết đâu đấy hậu thế sẽ vì yêu quý ông, vì kính trọng ông, yêu quý kính trọng nhân cách Locke, yêu quý kính trọng một cái tài năng Locke mà sẽ dừng lại để chiêm ngưỡng, để tôn thờ cái sự nghiệp nghệ thuật của ông và không dám bước qua, không dám vượt qua. Và như vậy vô hình chung họ đã chôn vùi những cái khát vọng đổi mới của ông. Ông muốn hậu thế hãy quên ông đi, hãy vượt qua ông đi để mà đổi mới nền nghệ thuật
nền nghệ thuật của đất nước Tây Ban Nha. Và như vậy, câu thơ "Hãy chôn tôi với cây đàn" của Lorca mà Thanh Thảo đã mượn để làm lời đề từ cho bài thơ này thì nó không chỉ gợi đến tình yêu của Lorca với cây đàn, với nghệ thuật, mà còn thể hiện cái nhân cách vĩ đại của một con người đã hy sinh cả cuộc đời cho nghệ thuật và bây giờ lại sẵn sàng hy sinh cả nghệ thuật của mình cho sự nghiệp đổi mới. Thế thì đó là những cái thông tin đầu tiên, những cái sắc thái nghĩa đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu trước khi tìm hiểu hai câu thơ đầu này. Không ai chôn tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Vậy thì với hai câu thơ này, ta có thể tìm ra được mấy cái nét nghĩa. Cái nét nghĩa thứ nhất, nếu như căn cứ vào cái lời dặn, có thể coi như một cái lời trăng trối của Lorca, một cái thông điệp của Lorca với cuộc đời, thì không ai chôn tiếng đàn, trong khi Lorca nói hãy chôn tôi với cây đàn, nó có thể đem đến cái cảm giác thứ nhất, đó là sự chua xót. Cái chua xót của nhà thơ Thanh Thảo cho cái hành trình đổi mới của Lorca, cho tâm nguyện đổi mới của Lorca. Có lẽ đúng như Lorca đã từng lo ngại, hậu thế vì quá kính trọng ông, hình như đã không dám vượt qua cái bóng của ông để đi tới. Họ đã dừng lại để chiêm ngưỡng, để tôn kính, để tôn thờ. Và như vậy vô hình chung, như đã nói ở trên, tức là cái sự kính trọng ấy, họ không dám chôn đi cái sự nghiệp nghệ thuật của ông, cái tiếng đàn của ông, thì vô hình chung họ đã chôn vùi những khát vọng đổi mới của ông. Và cánh đồng nghệ thuật của Tây Ban Nha, cánh đồng nghệ thuật ấy không có bàn tay người dẫn dắt, không có bàn tay người chăm sóc, cho nên như cỏ mọc hoang. Thì như vậy, ở đây có thể thấy rằng đây là một cái cách hiểu đầu tiên, một cái nét nghĩa đầu tiên cho hai câu thơ đầu này trong bài thơ của Thanh Thảo. Không ai chôn tiếng đàn như cỏ mọc hoang. Cái nỗi chua xót cho hành trình đổi mới và tâm nguyện đổi mới của Lorca. Đó là nét nghĩa thứ nhất. Tuy nhiên, hai câu thơ còn có thể đem đến một cách hiểu thứ hai nữa. Và như vậy, với cái nét nghĩa thứ hai này thì ta có thể thấy rằng câu thơ của Thanh Thảo đã đem đến cho ta một cái cảm giác, đó là nó không chỉ thể hiện cái sự chua xót trước cái tâm nguyện cách tân đổi mới của Lorca, nó còn thể hiện được cái sự khẳng định, cái ngợi ca, cái ngưỡng mộ với sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại của Lorca. Sự nghiệp ấy chúng ta thấy là bất tử, vĩnh hằng, như sự sống, như linh hồn của đất nước. Nó trường tồn như cỏ, kiên cường như cỏ, bình dị, mạnh mẽ vô cùng. Sự sống ấy, cái sự trường tồn trong nghệ thuật ấy vĩnh viễn bất tử với thời gian, với con người, với năm tháng, với đất nước và nhân loại. Thế thì chúng ta nhìn thấy là đồng thời, như cô vừa mới giảng như vậy, là chúng ta thấy là dường như nếu thoạt nhìn thì hai cái ý nghĩa này có vẻ như tương phản nhau. Một bên là chua xót vì không ai chôn tiếng đàn, tức là họ hình như là họ nguôi quên, họ quên đi cái tâm nguyện, cái thông điệp nghệ thuật của Lorca, cái tâm nguyện cao cả của một nhân cách vĩ đại. Nhưng một bên lại là khẳng định tiếng đàn ấy không thể bị chôn vùi, sự nghiệp ấy không thể bị quên lãng, nó trường tồn như cỏ, bình dị, mãnh liệt vô cùng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta suy nghĩ một cách thấu đáo, thì hai nét nghĩa ấy đồng thời, chúng ta thấy là cả hai nét nghĩa đồng thời tồn tại trong hai câu thơ này, nó không hề loại trừ nhau. Vì sao? Chúng ta thấy rằng là cái dòng chảy của cuộc sống, của nhân dân, của nhân loại luôn luôn là một cái dòng mạch mà chúng ta thấy là luôn luôn là nối tiếp của những phủ định để mà tiến lên. Cuộc sống luôn luôn phải phủ định cái cũ để mà phát triển, để mà vận động. Chúng ta thấy là Lorca đã từng muốn vượt qua, đã từng muốn phủ định cái nghệ thuật giả cỗi của đất nước Tây Ban Nha những năm đầu thế kỷ 20 để mà đem đến một cái hơi thở mới rất trẻ trung, rất mới mẻ, rất hiện đại cho nghệ thuật Tây Ban Nha. Và đến lượt ông lại mong hậu thế cũng như thế, hãy phủ định ông, vượt qua ông để tiếp tục đưa cái nghệ thuật Tây Ban Nha mãi mãi phát triển, mãi mãi đổi mới. Tuy nhiên, cái dòng chảy của cuộc sống không chỉ là những phủ định, dòng chảy của cuộc sống còn là nối tiếp của những cột mốc, của những giá trị. Những giá trị ấy mãi mãi, nếu một khi đã là một giá trị thì luôn luôn nó có một vị trí không thể thay thế trong dòng chảy của thời gian. Như vậy, phủ định mà không xóa bỏ, vượt qua mà không lãng quên, đó chính là cái cách phủ định nhân văn nhất, đó chính là cái sự đổi mới mà chúng ta thấy là biện trực nhất.
Và như vậy, đấy là những cái nét nghĩa mà chúng ta có thể cảm nhận đồng thời cùng tồn tại trong hai câu thơ của Thanh Thảo. Vừa ca ngợi, mà nói cho cùng thì cả hai nét nghĩa ấy vẫn là thể hiện cái sự ca ngợi với Lorca. Với tâm nguyện của ông, với cái tâm nguyện đổi mới, với thông điệp nghệ thuật của ông, đó là ca ngợi nhân cách của một nghệ sĩ vĩ đại. Còn cái nét nghĩa thứ hai, đó là ca ngợi cái sự vĩ đại trong sự nghiệp nghệ thuật, tài hoa của ông, kỳ diệu, tuyệt diệu của ông. Đó là những nét nghĩa mà chúng ta cùng có thể là phải làm sáng rõ trong hai câu thơ đầu này. Hai câu thơ tiếp theo lại nói về cái nỗi buồn sau sự ra đi của Lorca. Đây là hai câu thơ mà mang rất đậm dấu hiệu của thơ tượng trưng. Trong đó tất cả những cái dấu, cái liên kết logic đã bị xóa mờ. Cái tính gián đoạn thể hiện rất đậm. Và tất nhiên khi nào mà thơ, trong thơ mà xuất hiện những cái gián đoạn, những cái liên kết logic bị xóa mờ như thế, thì nó cũng luôn luôn mở ra rất nhiều cái tầng nghĩa. Và nhất là kêu gọi, cái khơi gợi cái khả năng liên tưởng và đồng sáng tạo của người đọc. Ở đây ta thấy câu thơ, hai câu thơ này có những hình ảnh giọt nước mắt, vầng trăng và đáy giếng. Giọt nước mắt, vầng trăng và đáy giếng. Có thể đọc câu thơ ngang, giọt nước mắt, vầng trăng long lanh trong đáy giếng. Nhưng cô sẽ giới thiệu với các em một cái cách đọc, một cái cách khám phá, một cái cách cảm nhận câu thơ nếu như chúng ta tách câu thơ này theo chiều dọc. Nếu như nhìn dọc theo hai câu thơ như thế này, ta có thể có một cái cách đọc mới, một cái cách cảm nhận mới từ cách đọc này. Bởi vì trong những cái bài thơ, những cái câu thơ mà mang đậm cái dấu vết của thơ siêu thực tượng trưng, thì các nhà thơ thường có cái đảo lộn, không chỉ là thi pháp, thi luật, mà thậm chí cả những cái quy tắc ngữ pháp thông thường, với cái cách cắt chữ phân câu khá là độc đáo. Ở đây ta có thể thấy vầng trăng trong đáy giếng giống như giọt nước mắt long lanh. Nếu như đọc như thế thì những cái cảm xúc, những cái cảm nhận, những cái tầng nghĩa của câu thơ ngay lập tức sẽ hiện ra. Vầng trăng soi mình xuống đáy giếng, in sâu dưới đáy giếng, nằm sâu dưới đáy giếng giống như giọt nước mắt long lanh. Vậy thì đó tất nhiên sẽ là giọt nước mắt của vũ trụ, của thiên nhiên, của trời đất. Bài thơ đang viết về Lorca. Bài thơ đang viết về cái chết của Lorca, sự ra đi của Lorca, nỗi đau lòng của cuộc đời của nhân loại. Và vì thế cho nên giọt nước mắt ở đây tất nhiên nó là gợi đến trực tiếp biểu tượng cho cái nỗi đau thương. Và cái vầng trăng giống như giọt nước mắt, vậy thì ở đây là giọt nước mắt của bầu trời, của thiên nhiên, của vũ trụ. Ngay lập tức ta thấy được tầm vóc, cái tầm vóc, cái kích cỡ của nỗi đau. Một nỗi đau lớn khóc thương cho một nhân cách lớn, một con người vĩ đại. Như vậy chính cái nỗi đau lớn ở đây đã nâng cao lên, đã nới rộng ra cái kích cỡ, cái tầm vóc trong nhân cách, trong con người của Lorca. Đó là cái thứ nhất. Thêm nữa, chúng ta thấy rằng ở đây hình như không chỉ có vầng trăng, một vầng trăng. Bởi vì khi đã có vầng trăng soi trong đáy giếng thì còn phải có một vầng trăng nữa vời vợi trên bầu trời. Một vầng trăng vời vợi trên bầu trời, một vầng trăng thẳm sâu trong đáy giếng. Hai vầng trăng ấy, hai giọt nước mắt ấy hòa lẫn vào nhau. Nước mắt của trời đất cùng khóc thương người con yêu quý. Ta có thể nhận thấy cả vũ trụ, cả đất trời, cả đất nước Tây Ban Nha, cả hậu thế, tất cả đều khóc thương cho con người vĩ đại, cho một nhân cách vĩ đại, đó là Federico Garcia Lorca. Đó là cái tầm vóc của nỗi đau, từ tầm vóc của nỗi đau mà thấy được tầm vóc của một con người. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta thấy rằng ở đây cái đáy giếng này nó không chỉ là một cái hình ảnh của mặt đất Tây Ban Nha. Đáy giếng này còn gợi một cái liên tưởng đau buồn đến nơi mà người ta cho rằng kẻ thù đã vùi xác
sau khi đã hành hình Lotka thì họ thì kẻ thù đã vùi xác Lotka trong một cái giếng bỏ hoang nào đó. Đó là theo một số cái thông tin, một số cái tài liệu. Thế thì trong một cái liên tưởng, ta có thể nhận thấy rằng ở đây vầng trăng in xuống đáy giếng, nơi đau thương, nơi có tội ác. Và nó đem đến cho chúng ta không chỉ nỗi đau thương mà cả cái niềm bi phẫn nữa. Cả nỗi đau lẫn niềm bi phẫn đều, chúng ta thấy là nó đều ẩn kín, đều nén chặt. Một nỗi đau sâu kín, nén chặt. Và chính vì nó sâu kín, nó nén chặt trong lòng đất âm thầm như thế, cho nên nó càng nhức nhối hơn trong trái tim nhân loại, trong trái tim những người dân Tây Ban Nha. Đó là cái sát thái nghĩa thứ hai. Cái sát thái nghĩa thứ ba đó là, chúng ta hãy quay trở lại với đầu câu thơ thứ hai, cái từ láy long lanh. Với từ láy long lanh ta cảm nhận có nước. Ở đây là nước mắt, ở đây là nước dưới đáy giếng. Và nhưng với từ láy long lanh ta còn thấy cái sống động của nỗi đau. Nước mắt ở đây trở nên sống động hơn trong một cái cảm, trong cái cảm nhận của cái sự hiện hữu. Thế thì chúng ta thấy là cũng như ở bên trên, cái đoạn trên trong tiết trước ta đã từng nói, Lotka hy sinh vào năm 1936. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, vậy mà nước mắt vẫn cứ long lanh. Máu vẫn giọt, nước mắt vẫn rơi, nỗi đau vẫn nhức nhối trong lòng người, trong lòng đất trời, trong lòng nhân loại. Như vậy, với hai câu thơ này, với cái cách cắt câu thơ ra một cách rất là độc đáo trong những cái liên tưởng, những cảm nhận, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau, sự căm giận, tầm vóc của nỗi đau, tầm vóc của nhận một nhân cách, một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Đó là nội dung trong hai câu thơ tiếp theo này. Đoạn thơ cuối cùng là hai câu thơ mà trong đó nhà thơ đã trực tiếp bộc lộ cái suy ngẫm của mình. Nhà thơ Thanh Thảo đã trực tiếp bộc lộ cái suy ngẫm cũng như là cái cảm xúc của mình trước cái cách ra đi, cách từ biệt cuộc đời, và ở một cái nghĩa nào đó cũng có thể hiểu là cách giải thoát của Lotka. Đường chỉ tay đã đứt, dòng sông rộng vô cùng, Lotka bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Chàng ném lá bùa cô gái di gan vào xoáy nước, chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt. Ly la, ly la, ly la. Ta nên có một cái nhận xét chung. Cái thứ nhất là ta sẽ nhận xét chung về cả hai khổ thơ. Các em có thể nhìn thấy rằng ở trong hai khổ thơ này đều tiềm ẩn những cái hình ảnh mang cái sắc thái tương phản. Ở đây ta thấy có đường chỉ tay. Đường chỉ tay nó gợi đến, nó có thể coi như là một cái hình ảnh, nó biểu trưng cho cái sinh mệnh của con người, cái cuộc đời con người. Nó nhỏ bé, nó ngắn ngủi. Và đường chỉ tay đã đứt trên cái dòng sông. Cái dòng sông ở đây, cái dòng sông rộng vô cùng ấy, đặt trong cái sự kết nối với đường chỉ tay thì đương nhiên dòng sông ấy sẽ là cuộc đời, là cái cuộc đời mênh mông. Đó là cái tương phản thứ nhất. Cái tương phản thứ hai, có thể thấy hình ảnh lá bùa bao giờ cũng gợi đến một cái cảm giác về sự may mắn, về những hy vọng, nhưng lại đặt trong sự đối lập với những xoáy nước tiềm ẩn những bất hạnh, những kinh hoàng. Và cuối cùng, trái tim. Trái tim chan chứa yêu thương và cái cõi lặng yên lại gợi đến một sự hư vô tịch mịch của cái chết. Đó là những tương phản. Và đọc, chúng ta có thể cảm nhận, đọc lên từ những tương phản ấy, đó là những cái cảm nhận chua xót về cái sự ngắn ngủi của đời người trong cái dòng thời gian vô thủy vô chung, cái dòng thời gian dằng dặc, cái sự nhỏ bé của kiếp người giữa cuộc đời mênh mông. Và hơn hết, đó là cái nỗi chua xót, cái xót xa cho định mệnh khắc nghiệt với một con người quá vĩ đại của đất nước Tây Ban Nha, đó là Lotka. Thế thì đấy là cái nhận xét thứ nhất. Trong cái nhận xét thứ nhất đó là có quá nhiều những tương phản để đem đến cho ta một cảm nhận về cái sự khắc nghiệt của định mệnh. Cái thứ hai đó là đối diện với cái định mệnh như thế, với sự khắc nghiệt như thế thì Lotka đã hiện lên như thế nào. Chúng ta có thể chú ý ở đây, sau hai câu thơ đầu, hai câu đầu này chúng ta có thể nói một cách rất ngắn gọn, đó là hai câu đầu miêu tả hình ảnh của cái chết. Khi đường chỉ tay, cái sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, đường chỉ tay đã đứt,
giữa cái dòng sông rộng vô cùng của bể đời, của cuộc đời. Hai câu đầu miêu tả cái chết, thì ngay sau đó đối diện với cái chết, chúng ta thấy những câu thơ tiếp theo có tới 3 lần hình ảnh của Loka xuất hiện. Loka bơi sang ngang, chàng ném lá bùa, chàng ném trái tim. Cả ba hành động này, trong ba câu thơ này, Loka luôn luôn là chủ thể bơi, ném, ném, luôn luôn là chủ thể của những hành động. Và cái vai trò chủ thể ấy đã cho thấy được cái sự chủ động, cái tâm thế chủ động, cái tư thế bình thản, cái tư thế và tâm thế rất chủ động, rất bình thản của người, của một người anh hùng. Đó là các cái hình ảnh 1, 2 và 3. Như vậy, sau những cái tương phản này, cái tương phản để gợi đến cái khắc nghiệt trong định mệnh của Loka, chúng ta đã có rút ra một cái nhận xét thứ hai, đó là cái vai trò chủ thể. Và như vừa nói, từ cái vai trò chủ thể ấy mà ta nhận ra tâm thế, nhận ra tư thế của người anh hùng, của người nghệ sĩ vĩ đại, thanh thản, nhẹ nhõm đến với cái chết. Muốn tìm hiểu rõ hơn cái tâm thế, tư thế ấy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể ba cái hành động mà Loka là chủ thể. Cái hành động thứ nhất, cặp câu thơ đầu tiên, Loka bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Chúng ta có thể nhận thấy ở đây, cái động từ bơi tất nhiên đã tạo ra một cái sự kết nối với hình ảnh dòng sông ở bên trên. Dòng sông cuộc đời, dòng sông sinh tử, cái ranh giới giữa sự sống và cái chết. Để đi qua một dòng sông, để đi trên một dòng sông, có lẽ có rất nhiều cách đi. Có thể đi xuôi dòng, có thể ngược dòng, có thể sang ngang. Loka đã chọn một cái cách, chúng ta thấy là bơi sang ngang. Ông đã không xuôi theo dòng, bám lấy bờ sống như núi tiếc, không ngược dòng để vùng vẫy chống chọi trước cái định mệnh khắc nghiệt. Và một khi đã tự nguyện khoác lên mình cái tấm áo choàng đỏ của người võ sĩ, của người chiến sĩ rồi, đã linh cảm, đã tiên cảm trước cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào rồi. Cho nên khi đối diện với nó sau cái kinh hoàng đầu tiên, Loka đã chọn một con đường trên cái dòng sông ấy, dòng sông rộng vô cùng cuộc đời ấy. Ông đã chọn một cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất, đó là bơi sang ngang. Và bản thân cái cách lựa chọn này, như vậy chúng ta có thể thấy ở đây trong cái phần 1 này, ta có thể nhận ra cái cách lựa chọn, cái tâm thế của Loka, tư thế của Loka đã hiện lên qua cái cách lựa chọn, cái cách đi của ông, cái cách bơi của ông, bơi sang ngang. Một cái cách đi ngắn nhất, một cái con đường ngắn nhất, nhanh nhất, nó thể hiện một cái tâm hồn, một cái tâm thế nhẹ nhõm, thanh thản khi đến với cái chết. Không vương vấn, không vùng vẫy, không cuống cuồng chống chọi. Và một cái nét nghĩa thứ hai hiện ra trong câu thơ nối tiếp, Loka bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Chiếc guitar màu bạc, cái màu bạc này có thể coi là một cái biến ảnh huyền hoặc của chiếc guitar khi đã sang với cõi siêu sinh, cõi vĩnh hằng. Khi sống, Loka đã cùng với cây đàn guitar hát nghêu ngao trên những cái nẻo đường đơn độc. Và khi chết, và trước khi chúng ta thấy là ông đã từng có một cái lời dặn lại, khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn. Và đến bây giờ chúng ta lại thấy một lần nữa, trong cái cảm nhận của nhà thơ Việt Nam, Loka khi đi vào cõi vĩnh hằng, ông đã bơi trên cái chiếc guitar màu bạc. Chiếc guitar ấy nó tựa như cái con thuyền của âm nhạc và thi ca, để cùng với Loka đi vào cõi vĩnh hằng bất tử. Tuy nhiên, cũng có thể chúng ta còn thấy câu thơ này đem đến một cảm nhận ngậm ngùi cho thị giác. Trên cái con thuyền của âm nhạc của thi ca, trên cái chiếc guitar màu bạc huyền hoặc ấy, Loka như đang vẫy chào nhân loại để vào cõi siêu sinh, cõi vĩnh hằng bất tử. Và thêm một điều nữa, ta có thể nhận thấy một cái chới với của chúng ta, của nhân loại, của những người đang sống, những người yêu, nhớ, tiếc, xót thương cho Loka, đang chới với nhìn theo, cái nhìn chới với mà bất lực, không thể níu giữ, không thể níu kéo. Loka cứ xa dần, mờ dần trên cái dòng sông sinh tử, sang bên bờ bên kia. Đó là trong câu thơ thứ nhất, trong cái hình ảnh thơ thứ nhất. Chúng ta sẽ đến với hình ảnh thứ hai. Chàng ném lá bùa cô gái di gan vào xoáy nước. Ở đây lúc đầu cô đã nói với các em, lá bùa là biểu trưng cho cái may mắn. Nó thường là tượng trưng cho cái may mắn. Và
Câu thơ đã nhắc đến cái lá bùa cô gái Zigan. Có lẽ khi còn sống, một cô gái Zigan nào đó đã tặng cho lớp ca một cái lá bùa để cầu chúc cho ông sự may mắn trong cuộc đời. Chúng ta biết Lorca là không chỉ là một nghệ sĩ, ông còn là một chiến sĩ tự nguyện dấn thân vào con đường gian khổ, vào cái con đường đầy hiểm nguy chông gai. Một con người thật dũng cảm. Vậy mà hình như với chi tiết lá bùa này, Thanh Thảo đã hé mở một cái tôi chưa biết, biết biết đâu đấy nó vẫn cứ cứ đâu đó thấp thoáng trong tâm hồn của Lorca, trong cõi vô thức của Lorca. Hình như khi mang trên mình cái lá bùa của cô gái Zigan, Lorca cũng giống như tất cả mọi người chúng ta đều gửi vào lòng mình, gửi vào cái lá bùa ấy một chút hy vọng, dẫu là mong manh về sự may mắn biết đâu đó sẽ có trong cuộc đời, trong cái hành trình cách tân đổi mới, trong cái trận chiến đấu rất không cân sức của mình. Tuy nhiên, đó là khi còn sống. Còn khi đối diện với cái chết, chàng ném lá bùa cô gái Zigan vào xoáy nước. Tất cả cái sức nặng của câu thơ dồn vào cái động từ này, ném. Ném là một cái hành động mà thể hiện một cái thái độ, không chỉ là vứt bỏ, mà cái thái độ vứt bỏ một cách cực kỳ quyết liệt, mạnh mẽ và dứt khoát. Thế thì với cái sắc thái dứt khoát của cái động từ ném này, ta có thể thấy một lần nữa cái sự lựa chọn của Lorca, cái tâm thế của Lorca khi đến với cái chết. Rất, ông có thể dứt bỏ đi tất cả mọi cái hy vọng hão huyền. Chúng ta thấy là ông không một mình mạnh mẽ bước vào cõi vĩnh hằng, không cần nhờ cậy đến bất kỳ một tấm bùa hộ mệnh nào, mạnh mẽ, thanh thản trên cái, cứ như là ông vẫn đang đi nối tiếp trên cái hành trình rất là dũng cảm, rất gian nan của mình. Đó là câu thơ thứ hai, cái hình tượng thơ thứ hai. Đến cái hình tượng thơ cuối cùng, chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt. Ở đây ta thấy có hình ảnh của trái tim, một cái biểu tượng muôn đời cho tình yêu. Và không chỉ là tình yêu, ta có thể cảm nhận một cái nét nghĩa nữa, đó là những vương vấn, thậm chí những cái yếu mềm, những cái hệ lụy mà con người khi sống trong cuộc đời này không thể nào cắt bỏ được. Chúng ta luôn luôn có những cái hệ lụy, những vương vấn, những yếu mềm giữa cái cuộc sống trần gian. Thế nhưng với Lorca, khi đối diện với cái chết, một lần nữa động từ ném lại đem đến cho chúng ta một cái sự dứt khoát trong cái cách lựa chọn của ông, cái cách ra đi của ông, cái cách giải thoát khỏi tất cả, không chỉ là những hy vọng của trái tim mình và cái sự may mắn hão huyền, mà còn thêm nữa, khi ném trái tim mình vào cái cõi tịch mịch hư vô, vào cái chốn tịch mịch hư vô của cái chết, thì hình như Lorca đã mạnh mẽ hơn khi dứt bỏ cuộc đời mình, dứt bỏ khỏi tất cả mọi cái vương vấn, mọi cái yếu mềm, mọi hệ lụy trần gian. Thêm nữa, ở đây chúng ta thấy có hình ảnh lặng yên. Cái lặng yên này không chỉ gợi đến cái tịch mịch hư vô của cõi chết. Lặng yên phải chăng khi đến với cái ranh giới của sinh tử, trong cái khoảnh khắc ấy, con người hình như lóe sáng lên một sự giác ngộ, một sự thức tỉnh, một sự bừng thức. Và cái thức tỉnh về tất cả những cái giá trị đích thực, cái vĩnh hằng của cuộc đời, khiến cho con người ta như bừng tỉnh. Cái cõi anh minh, cái sự lặng yên anh minh của triết học. Trong nơi cái cõi lặng yên ấy, mọi lời nói trở thành vô nghĩa. Và như vậy thì với cái sắc thái rất là quả quyết dứt khoát của động từ ném, thì một lần nữa chúng ta lại thấy rằng ở đây cái cõi lặng yên, khi ném trái tim mình vào lặng yên, mà lặng yên không chỉ là cái chết, nó còn là sự thức tỉnh, sự bừng tỉnh của cái cõi anh minh của triết học, thì chúng ta có thể cảm nhận thêm một nét nghĩa nữa, đó là với tình yêu đời, yêu người khi sống, với sự thông tuệ khi đối diện với cái chết, với sự kiên cường của một chiến sĩ, thì chúng ta thấy rằng Lorca với tư thế đầy chủ động, khi bơi sang ngang, khi ném lá bùa, khi ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt, ông đã chiến thắng không chỉ kẻ thù mà còn chiến thắng cả định mệnh và cõi hư vô. Bài thơ kết lại bằng câu thơ lặp lại ở câu thứ ba: Ly la, ly la, ly la. Với sắc thái thứ nhất, đó là cái sắc thái của âm nhạc. Nếu như toàn bộ bài thơ ta có thể coi như là một bản giao hưởng, thì cái câu thơ đi la đi la đi la ở đoạn đầu bài, nó có giá trị như là một cái đoạn nhạc dạo sau cái tấu khúc mở đầu. Thì câu đi la đi la đi la cuối cùng này
lại có giá trị như một khúc vĩ thanh, tạo ra một cái dư ba, một cái vang ngân tha thiết, ra diết cho bài thơ, sao xuyến cho bài thơ. Và nếu như coi đây là cái sự mô phỏng âm thanh tiếng đàn guitar, và tất nhiên sẽ là tiếng đàn guitar của Lorca, thì ta có thể có dẫn đến một cái cảm nhận, đó là tiếng guitar của Lorca sẽ mãi bất tử trong lòng nhân loại, trong lòng những người yêu tự do, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp và kính trọng Lorca. Tuy nhiên, câu thơ này còn đem đến một nét nghĩa thứ hai nữa. Như chúng ta đã nói, Lila không chỉ mô phỏng âm thanh của tiếng đàn, Lila còn gợi hình ảnh những đóa hoa tử đinh hương, hoa lila rất quen thuộc với cái sắc màu tím ngát thật đẹp, thật dịu dàng trong tâm hồn những người dân Tây Ban Nha. Và với sắc thái nghĩa thứ hai này, với cái hình ảnh lila lặp lại tới 3 lần trong câu thơ kết, ta có thể nhận thấy đó là những cái đóa hoa mà người đời thầm kính dâng lên hương hồn của Lorca. Nhưng cũng có thể thấy, cũng có thể hiểu đó là những cái đóa hoa tử đinh hương ấy, cái sự nó là sự sống, mà sự và sự sống đang nảy nở, đang bật nảy, những đóa hoa đang bật nảy lên chính từ cái chết, sự sống nảy sinh từ cái chết của Lorca, cái chết của một con người vĩ đại đã bản thân ông, không chỉ là bản thân ông và cái sự nghiệp nghệ thuật của ông bất tử vĩnh hằng, mà cái sự nghiệp nghệ thuật ấy, tiếng đàn ấy còn làm nảy sinh những cái đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn trong sự sống của nhân loại, trường tồn của nhân loại. Vậy là sau 3 tiết học, chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ đàn guitar của Lorca của nhà thơ Thanh Thảo. Chúng ta sẽ nhìn nhận lại đôi nét về những cái giá trị nghệ thuật và nội dung chính của bài thơ. Thứ nhất về nghệ thuật, thì có thể thấy rằng bài thơ đàn guitar của Lorca chính là một cái thể nghiệm rất thành công của Thanh Thảo trong cái việc vận dụng những yếu tố của thơ siêu thực, thơ tượng trưng, cái trường phái thơ hiện đại vào thơ Việt. Toàn bộ bài thơ có thể nhận thấy rằng ngoài những cái danh từ riêng như là Tây Ban Nha và Lorca, thì cả bài thơ là nối tiếp những dòng thơ không viết hoa chữ đầu. Đây là một cái biểu hiện, một cái dấu hiệu hình thức nhưng lại có giá trị. Nó thể hiện, nó gửi gắm, nó thể hiện một cái nội dung. Đó là toàn bộ bài thơ đó là như là ghi chép lại, những là nó giống như là cái dòng ghi chép, những cái dòng ghi chép cẩu hứng, những suy cảm, những cái lóe sáng bất thường của trực giác, những ảo giác, những vô thức, những tiềm thức, những cái tôi đa ngã, cái tôi chưa biết luôn luôn có thể tồn tại trong lòng người. Thì đấy là một cái sắc thái đầu tiên, một cái đặc sắc đầu tiên trong cái hình thức thơ. Cái thứ hai đó là ta có thể thấy rằng bài thơ là một cái sự kết hợp rất nhiều cái yếu tố có thể coi là tương phản. Thứ nhất là kết hợp giữa cái tính chất liên tục của cốt tự sự với cái gián đoạn của những suy cảm trữ tình. Ở đây về cốt tự sự thì có thể thấy rằng là toàn bộ bài thơ vẫn làm hiện lên cái hình ảnh của Lorca khi sống, khi chết và khi đã ra đi. Một cái cốt tự sự về cuộc đời của một con người vĩ đại. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta lại thấy nó kết hợp với những cái gián đoạn của những suy cảm, những suy nghĩ, những xúc cảm rất là ngẫu hứng, rất là bất thường, rất đột ngột, với những cái gián đoạn của những câu chữ. Đó là cái kết hợp thứ nhất. Một kết hợp thứ hai đó là kết hợp giữa cái yếu tố âm nhạc và hội họa. Yếu tố âm nhạc được hiện lên bởi những cái sự phối thanh, phối vần, bởi những cái chuỗi hợp âm li la luyến láy đầu và cuối bài thơ. Chất âm nhạc còn hiện lên bởi cái sự kết hợp rất ngẫu hứng của các ngôn từ. Thế nhưng bên cạnh đấy là chất nhạc, bên cạnh chất âm nhạc là chất hội họa. Thì cái chất hội họa cũng rất đậm, rất sâu đậm bởi những cái mảng khối, những yếu tố của mảng khối, của màu sắc, của đường nét và của nghệ thuật sắp đặt. Viết về một nhà thơ nhưng đồng thời cũng là một họa sĩ, một nhạc sĩ, thì chúng ta thấy rằng là những cái yếu tố hội họa và âm nhạc ấy nó đã không chỉ là nó không chỉ đem đến cái đặc sắc cho nghệ thuật của bài thơ đàn guitar của Lorca của Thanh Thảo, mà nó còn thể hiện một cái niềm kính trọng, một cái sự đồng cảm và tri âm sâu sắc giữa hai nhà thơ ở hai thời đại của hai quốc gia. Đó là cái sự kết hợp thứ hai. Một cái kết hợp thứ ba nữa, đó là bài thơ của Thanh Thảo nó như là có pha trộn giữa hai cái yếu tố của phương Đông và phương Tây. Thứ nhất, toàn bộ cấu trúc bài thơ nó gợi đến một cái cấu trúc của một bài thơ viếng phương Đông. Với mở đầu đó là khi Lorca còn sống, sau đó là những cái đóng góp của ông
những cái thông điệp nghệ thuật của ông với cuộc đời, với nghệ thuật. Rồi sau đó là ông đã mất. Cái chết của ông được diễn ra như thế nào? Xúc cảm ra sao? Và cuối cùng là những suy ngẫm về sự bất tử của Lorca. Một cái cấu trúc của bài thơ Viếng Phương Đông. Nhưng bên cạnh đấy lại có một cái kết hợp giữa với một cái bản giao hưởng phương Tây, với những luyến láy, với những tấu khúc, với những vĩ thanh, vân vân. Thế như vậy chúng ta có thể thấy rằng gợi ra qua một vài cái kết hợp ấy để cho thấy rằng cái bài thơ đàn guitar ở Lorca của Thanh Thảo là bài thơ thực sự thành công. Nó vừa truyền thống và vừa hiện đại, nó vừa có những cái sự kết nối giữa hai cái nền văn hóa Đông và Tây, giữa âm nhạc và hội họa rồi thi ca. Và ngoài ra còn một cái sự kết hợp nữa là ta thấy có một cái sự giao thoa giữa những cái thi ảnh của Lorca và thi ảnh của Thanh Thảo, những bọt nước, sóng nước, những vầng trăng, những yên ngựa, những cô gái di ga, vân vân. Trên cơ sở những đặc sắc nghệ thuật trên thì chúng ta thấy rằng là bài thơ cũng đã có những cái thành công, đặc biệt thành công về bình diện nội dung. Toàn bộ bài thơ này là nhà thơ Thanh Thảo đã xây dựng được cái hình tượng của Lorca, một cái vẻ đẹp bi tráng. Đó là một nghệ sĩ vĩ đại của đất nước Tây Ban Nha, với những cái đóng góp lớn lao cho nghệ thuật, với những đóng góp quý giá cho sự nghiệp cách tân, đổi mới nền nghệ thuật Tây Ban Nha. Nhưng đồng thời ta còn thấy thêm nữa, đó là vẻ đẹp của một người chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, với những khát vọng tự do. Suốt cả cuộc đời của mình dành để không chỉ cho nghệ thuật mà còn dành cho cuộc chiến đấu vì tự do. Và như vậy, thông qua cái hình tượng, thông qua cái vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Lorca thì Thanh Thảo đã đem đến cho người đọc một cái, không chỉ là một cái sự tri âm, một sự đồng cảm, và chúng ta thấy là xuyên suốt trong bài thơ hai cái nguồn cảm hứng luôn luôn song hành, luôn luôn đồng hành, và nó đem lại một cái dư ba cuối cùng sao xuyến trong lòng người đọc, đó là sự ngưỡng mộ, cảm phục với vẻ đẹp của Lorca, sự vĩ đại của Lorca, nhân cách Lorca, và thứ hai đó là niềm xót thương, cái cảm giác bi phẫn cho bi kịch của một con người vĩ đại. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những nét chính trong giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ đàn guitar của Lorca của Thanh Thảo. Chúc các em thành công.